mọi thủ tục đã hoàn tất. Dạ, cảm ơn thầy. Ngày mai em có thể lên đường nhận công tác. Dạ. Chúc lên đường may mắn. Tôi có thể giúp cô. Dạ. Cảm ơn anh. Cô không phải là người ở đây. Tôi tới đây có công việc. Anh có biết trường tiểu học Phú Giang ở đâu không? Tôi có thể cho cô đi một đoạn. Còn là một cô bé sinh viên, bây giờ thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Giờ ra chơi, tự gặp tôi ở văn phòng. Rắn ma giờ dày, bỏ lớp, để học sinh gây mất trật tự rửa. Dạ em... Tôi không muốn lần sau, cô tái phạm như rửa nữa, nghe chưa? Ủa? Anh đang dạy đây sao? Ừ, xin chào giáo viên mới. Đừng buồn, từ từ rồi sẽ quen. Nếu có cần gì giúp đỡ, cứ mạnh dạn gặp tôi tên Quang. Dạ. Bye.
10 ngày nữa anh sẽ rời khỏi đây. Anh đi học nâng cao ở Sài Gòn. Lý có buồn không? Chắc là có đó. Lý có rảnh không? Tôi mới đi lòng vòng. Thích ăn cái chi tôi đại. Anh sẽ về chứ? Không hiểu tại sao mình cảm thấy buồn khi anh ấy ra đi. Chẳng lẽ mình đã yêu anh ấy rồi sao? Trời mưa gió, ai lại tới giờ này vậy kìa? Ủa? Chào Lý, tôi tới mời Lý đi quán Hoa Huế. Anh vô nhà đi. Mưa lớn quá. Khăn nè, lau đi kẻo bệnh đó. Chừng nào anh đi? Ngày mai. Sao rồi?
chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bàn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng khuya nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Ơi quê hương man mác buồn, chiều miền Trung mưa tìm bến sông. Lý ơi, có nhà không Lý? Lý ơi, có nhà không Lý? Dạ. Nhưng tiện ghé thăm bạn, tiện được ghé thăm cháu. Đi chơi vui không chú? Vui. Mỗi khi nhìn cháu cười, chú lại nhớ đến cô. Vậy giờ cô ở đâu? Cô làm nghề gì hả chú? Giáo viên. Lúc trước cũng từng tưởng cháu, chú và cô quen nhau nhân dịp thực tập, rồi thư từ qua lại, tình cảm gắn bó đến nỗi hai người không thể xa nhau được nữa. Chú xin chuyển công tác ra ngoài này, trên đường đi công tác ở đây. Cơn bão quay ác đã đưa cô qua thế giới bên kia. Tụi cháu đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm. Chú về nghe. Nè, nhớ mặc áo ấm vào đó. Dạ. Mưa ở đây thiệt là buồn. Có thứ nè. Cảm ơn. Lý ơi, có thứ nè. Chú bệnh rồi phải không? Cháu nghe nói người già dễ mắc bệnh lắm. Bệnh nhớ quê. Nó triết lý cầu xà quá. Vài bữa nữa hết mà. Con vương bao niềm thương cho nhắn đổi lời.
dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào. Thông báo khẩn, chiều hôm qua cơn bão số 4 đã ập vào khu vực miền Trung, tâm điểm tại khu vực Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Sức gió cấp 9, tại tâm cơn bão lên cấp 10. Đây là cơn bão có sức tàn phá rất nặng nề. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương có biện pháp cấp bách giúp đỡ và hỗ trợ cho nhân dân. Cơn bão số 4 vẫn còn diễn biến phức tạp. Chúng mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, anh sẽ về chứ? Nếu còn vẫn trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều mưa, tôi vẫn còn thương. Chừng nào anh đi? Ngày mai. Khủng khiếp khi chứng kiến nhập cảnh ấy. Ông trời thật bất công. Tôi thấy trên tay cô ấy cái này. Tại sao một người con gái dễ thương dễ mến lại phải ra đi? Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung thành đôi mà lòng đau như cắt bàn tình ơi, dù cho em nay xa rồi miền Trung vẫn thương trọn đời. Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên từ thuở mẹ mang trong lòng. Sao rua chín cái nằm chồng, thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.